qua với bạn cơm dây. Quay cho bạn ở nhà coi á, cái cơm dây đây đẻ. Thôi tôi quay cho bạn coi. Thấy ở đây có cơm để quay cho bạn coi mình biết. Ủa cơm này 15 ngàn hả chú? Này muốn ăn nhiều cũng được hả? Cơm ngon chứ bộ. Vậy đó là có tính tiền không chứ? Rồi, để quay cho bạn nhà nó coi á. Để bữa nào nó đi chạy xe qua đây nó ăn luôn. Dạ đúng rồi. Chú hay ăn ở đây không? Tại quay mấy đứa bạn chạy xe nó coi á. Rồi bữa nào nó có đi chở hàng. Ngày nào bán hết á. Ngày nào bán hết à. Nào cũng bán hả chú? Ngày nào bán hết à. À. Thấy ngon không bộ? Đây bán từ thiện mà. À, từ thiện hả chú? À. Cái này muốn ăn nhiều ăn hay sao? Ừ. À. À, cái này buổi chiều có mở không chú? Hay là bán nguyên ngày luôn. Bán nguyên ngày luôn hả? À. Thấy ngon chứ bộ. Rồi tôi quay vừa món ăn hả? Tôi quay cho mấy đứa bạn chạy xe nó biết cái quán nó tới ăn luôn. Còn quán món ăn. Dạ. Hả? Dạ không em dạ. Em quay xíu em về vô ăn luôn á. Dạ. Cái người khác kêu á. Ủa, ở đây có bán hủ tiếu luôn anh. Ừ. Ở đây có bán hủ tiếu luôn. Nhiều. Em đi vô hai người nữa. Em có người á. À. Em muốn quay cái này cho bạn em coi được không chị? Để nó nhiều khi nó chạy xe nó biết quán tới ăn luôn. Món ăn độc giá hết luôn hả? Có gì đó. Để đó thử chị đá uống. Thanh niên nào mà anh cho anh kêu hủ tiếu rồi anh mất luôn ta. Cái gì ta? Thấy sườn không? Em hủ tiếu chưa? Làm rồi đây một phút không có mất tới rồi.
À, múc canh cho mày á.